Tài xế taxi trên khắp châu Âu đang biểu tình tại các thành phố lớn như là London và Paris cũng như nhiều thủ đô khác nhằm phản đối những thay đổi mới đây trong ngành công nghiệp này. Trong đó thì có dịch vụ taxi Uber giúp kết nối khách hàng với những người chủ xe có nhu cầu cho đi nhờ. Dịch vụ này được xem là đang đe dọa công việc làm ăn của họ. Hàng trăm tài xế taxi truyền thống ở London đã đổ về quảng trường Trafalgar, hú còi khi đi ngang qua phố Downing, nơi có nhà riêng của Thủ tướng David Cameron và trụ sở Quốc hội. Trong khi chúng tôi phải trả 40.000 bảng Anh để được lái một chiếc taxi ở London, thì ai đó chỉ cần một ngón tay điều khiển thiết bị di động là họ có thể lên bất cứ chiếc xe nào. Một phần của những phản đối xuất phát từ việc đo đồng hồ. Tại London, chỉ có taxi mới được trang bị đồng hồ và các tài xế phải chịu giám sát bởi Sở Giao thông Vận tải London. Trong khi đó, phần mềm của Uber cho phép hành khách đặt xe bằng việc sử dụng ứng dụng. Một tài xế gần đó chỉ cần đăng ký làm thành viên của Uber sẽ đến đón khách và họ sử dụng ứng dụng vệ tinh để tìm ra khoảng cách và tính chi phí. Chúng tôi được cho phép lái loại xe nào, phải trả những tiền gì, chúng tôi phải đeo thẻ, làm việc theo giờ, tất cả những quy định đó chúng tôi đều phải tuân theo. Còn với Uber thì người ta có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Uber được các nhà đầu tư Goldman Sachs và Google chống lưng. Chỉ sau 4 năm kể từ ngày hoạt động, giá trị của công ty đã đạt mức 18 tỷ đô la, trải đường cho việc gia nhập thị trường chứng khoán. Ông Joe Bertram, tổng giám đốc Uber cho biết, chi phí của họ thấp hơn từ 30 đến 50% so với gọi một chiếc taxi thông thường. Chúng tôi mang đến cạnh tranh cho một ngành công nghiệp chưa từng xảy ra hiện tượng này từ nhiều thập kỷ nay. Chúng tôi tin rằng cạnh tranh là tốt vì nó khiến mọi người có ý thức nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, các tài xế cho rằng Uber được coi là vi phạm luật kinh doanh taxi bởi họ không có giấy phép kinh doanh và không đảm bảo các điều kiện về an toàn. Các tài xế taxi cũng nổi giận vì trụ sở của Uber đặt tại Hà Lan và việc chi trả đặt chỗ đều thông qua một doanh nghiệp Hà Lan khiến các khoản đóng thuế tại Anh giảm đi. Uber đang trả các khoản thuế một cách hợp pháp trên mọi thị trường mà công ty đang hoạt động. Uber chọn ngày biểu tình để công bố ứng dụng mới và họ cho rằng cuộc biểu tình này đã vô tình quảng bá cho họ rất nhiều. Số hành khách của Uber đã tăng lên 850% đăng ký chỉ trong vòng một tuần. Tài xế taxi của biểu tình rầm rộ một vài thành phố lớn ở châu Âu khác như Paris, Milan, Berlin. Họ cho rằng Uber không đem lại gì mới ngoài việc tìm cách kiếm lời. Thậm chí hãng này còn gửi mail cho khách hàng giảm 50% chi phí đi lại trong ngày hay tặng 20 bảng Anh cho những khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ này. Chúng tôi chào đón mọi tiện ích, mọi công ty nếu họ tuân thủ pháp luật. Chúng tôi chấp nhận cạnh tranh nhưng phải lành mạnh, còn đây là cạnh tranh không lành mạnh. Uber đã phát triển nhanh chóng và hiện đang có mặt tại 128 thành phố ở 37 quốc gia. Tuy nhiên, loại hình này đang đe dọa các mô hình taxi truyền thống ở các thành phố châu Âu, nơi tuân thủ nghiêm ngặt những quy định như xe nào được phép dừng lại trên đường phố, xe nào phải được đặt trước.